Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hội nghị Chính phủ với địa phương bước sang ngày làm việc thứ hai theo hình thức trực tuyến. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Phiên làm việc cuối cùng sáng nay tập trung vào các nội dung tham luận của các tập đoàn, bộ trưởng, thành viên chính phủ về định hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh hiện nay, trong đó xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ là mục tiêu mà chính phủ hướng tới. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chính phủ phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2021 cao hơn mục tiêu 6%. 1% tăng trưởng GDP sẽ giải quyết 300.000 việc làm, tiếp tục phấn đấu để Việt Nam luôn là nền kinh tế năng động, sáng tạo, phát triển nhanh nhưng ổn định, bền vững, không để xói mòn các yếu tố nền tảng vĩ mô đã dày công gây dựng. Thủ tướng nhấn mạnh ngay từ đầu năm 2021 phải lăn xả bắt tay vào công việc ngay. Qua một ngày rưỡi làm việc liên tục, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tất cả 63 địa phương đều gửi tham luận với 319 kiến nghị cụ thể, trong đó đáng lưu ý là các đề xuất về chính sách đặc thù. Thủ tướng yêu cầu các bộ và chính phủ nghiên cứu, hướng dẫn, thực thi các kiến nghị này, đồng thời giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ cùng các bộ ngành khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các báo cáo dự thảo nghị quyết 1-2 trình Thủ tướng ký ban hành để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2021, không để chậm trễ.